À, thì trước tiên chúng ta cũng cringy để mình nhân bản lên thành một layer mới, để mình sau khi làm xong á, mình có thể so sánh với lại cái kết quả của cái file cũ. À, sau đó mà chúng ta thấy là cái tông vàng nó hơi nhiều đúng không? Ctrl U trước đi. À, Ctrl P tức là color balance, tức nghĩa là image adjustment color balance, cân bằng màu. Thì ở đây chúng ta thấy là cái tông màu vàng nó nhiều quá cho nên mình tăng xanh lên ha. Mới thấy cái tăng xanh lên một cái là thấy cũng ổn rồi đó. Bình thường đúng không nè, trước khi làm đúng không, sau khi làm là mới tăng cái xanh, tăng cái blue lên là nó giảm vàng xuống liền, hiểu chưa? Đó là nó sẽ màu nó đỡ hơn một cái này. Rồi kế tiếp chúng ta thử là giảm magenta, tăng magenta thì tăng green lên nhiều quá không được. Thế là có nghĩa là mình cứ tăng đi, mình tăng lên hoặc giảm xuống, mà thấy cái nào đúng thì mình lấy lại mình sử dụng thôi. Nếu mà tăng này lên á thì nó đậm, không được, không đẹp nha. Giảm red xuống nè, ok nè, đậm đỏ không, giảm giảm red tăng cyan lên đó, thì cái màu xanh của lá cây nó sẽ rõ hơn nè nha, mấy cái màu này sẽ trung thực hơn nè. Mà đừng tăng nhiều quá ha, nó sẽ sai màu. Cái này là cái cảm nhận màu thôi, cái cảm nhận màu của mỗi người thôi. Tăng chút xíu hồng dưới đây chút xíu nè. Ok đó nha. Sau khi làm tới đây xong á, chúng ta lại Ctrl B một lần nữa, chúng ta thử làm thêm nữa nó đẹp hơn nữa không nè. Như là tăng thêm cái xanh này lên nè đó. Đó, làm hai lần luôn đó, để mình khử hoàn toàn những cái màu mà bị lỗi. Rồi kết thúc Ctrl L, Ctrl L thử tăng thêm nha. Cái Ctrl L nó cũng có cái channel nè, cái channel red, cái kênh red. Ta thử thay đổi nó đẹp hơn hay không. Tức là mỗi cái mình làm một ít mình thay đổi thôi, thì nó cái hình tình trạng này, cái màu nó có thay đổi theo hướng mình cho mong muốn hay không. Kênh blue. Okay, khá này nè. Ok, như vậy chúng ta thấy là sau trước khi làm và sau khi làm đó, cái màu phục hồi khá là tốt nha. Màu phục hồi rất là tốt luôn đó. Màu vàng khử gần hết. Cái nào xanh blue nó vẫn là xanh blue ha, xanh lá cây thì rất là rõ màu vàng. Ok, như vậy thành công rồi đó nha, mình khử xong cái màu gốc của nó rồi đó. Ok, rồi đó mình làm tiếp hành lại.